tử đúng chưa? Chữ thái rồi đúng xíu nữa làm xong rồi. Cái sợi chỉ gì? Bà chị nó nói không có đường đi mà đứng miết, còn không đi qua phía hướng khác mà đứng đó mà. À, đường ba xem rồi nhé. Cho ba xem rồi. Vì thấy bên này nhiều luôn. Trong nó có mùi là chắc ông cu nhỏ nhỏ. Trong nó có mùi là chắc ông cu nhỏ nhỏ. Không đi chắc cũng bay là ngồi. Chắc cũng biết đau. Đau mà. Chắc biết đau. Trong rất nhanh đói dễ sợ luôn. Hậu hết trơn cơm với nó luôn Hậu. Không còn miếng môi. Hơi còn nhé. Mà hết cơm rồi. Đói quá. Hồi trưa em xuống em mang hết cơm luôn đi. À còn như cơm luôn. Em quốc hết luôn. Mà chị nghe đói lại rồi đây. Còn quằn quằn nhanh đói. Đi chung á. Cái em bị cái hộp trang lại luôn này. Em mới thúc bạc em bao nhiêu em nghe được.
tiền mặt tính với nhà rồi đó. À xuống đây luôn. Nhìn được tóc mới cái trời này nữa à. Ngồi ngồi à. Gần sống chứ chị. Đi về đi, cho nó về ha. Đi ra. Nhà xa quá à. Phúc Bình đường Lê Công Nghĩa. Hôm nay rảnh không? Hả? Hôm nay rảnh không? Ai chị? Thì nó đi học chứ không làm gì. Nói chủ nhật tuần sau qua đi. Biết đi mình không? Bạn nó chở chứ đi mình gì. Nhiều quá. Mặt mà ngon về không? Đâm bị nặng luôn hay là để chủ nhật từ sau qua đâm? Ừ, cũng được. Chắc cũng được. Áo bình nước muối đi đâu rồi? Trời, giống như người mua đóng đồ ở đâu là ở đó rồi. Na hả chị? Na anh à. Muốn túng níu quá. Thứ hai đó. Dạ. Anh Vy đã về. Bị đi sai đường. Mà ở đó đây là ở cái chị nhà ấy. Ở dưới đó.
cái đâu. Đủ từ quá trời mà.